Giới thiệu đến quý chị của bác, mẫu xe X-Men Pro X mới ra mắt tháng 7/2024 đã chính thức có mặt tại Rượu Hoàng Bai. Xe được trang bị thêm nhiều tính năng nổi bật so với phiên bản trước đó. Trang bị thẻ từ 1 chạm, dễ dàng thao tác không cần chìa khóa. Trang bị 2 giảm sóc sau khỏe khoắn, bật phong cách. Giảm sóc rất là chắc chắn và khỏe khoắn, ngay cả trên những cung đường gồ ghề như thế này. Xe được trang bị động cơ 3.0 cho công suất cực đại lên đến 1.500W, tốc độ tối đa là 50 km/h. Vào quãng đường di chuyển 80 km cho một lần sạc đầy, quá thoải mái cho các em đi học. Cảm giác ngồi trên con xe này rất là thoải mái, đầm và chắc chắn. Đó là một cái cảm nhận chính xác về con xe X-Men Pro X này. Rất là đầm và rất là chắc chắn, không bị lắc, không bị rung mọi người nhé. Và khả năng tăng tốc thì quá là tuyệt vời, hơn hẳn những cái dòng xe giá rẻ thông thường. Đây là một con xe chính hãng của Osaka. Vâng, và như vậy là với mẫu X-Men Osaka Pro X mới ra mắt tháng 7 này thì chắc chắn đây là một mẫu xe đáng mua cho các em học sinh năm 2024 này. Kiểu dáng thì sang trọng, chất lượng thì tuyệt vời. Và quý chị các bác hãy đến ngay tại Rượu Hoàng Bai để xem và chốt ngay cái xe rất đẹp này cho con em mình đi học. Và bây giờ thì em xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video tiếp theo.